Trước giờ chúng ta hay bị cái sai lầm trong Đúng cái việc rồi. là chăm con nhỏ và nuôi dạy con á, là chúng ta hay để ý tới cái thời điểm nào là nó bị khủng hoảng Đúng thì rồi. chúng ta mới bắt đầu thao tác. Nhưng mà thực ra lúc đó là muộn rồi. Đúng rồi. Tất cả các vấn đề để xử lý khủng hoảng độ tuổi nó phải được thực hiện ở tiền cái khủng hoảng. Tới cái giai đoạn đó thì chúng ta đã phải tự hình dung rằng sẽ có cái giai đoạn đó, và thế thì để tạo ra một cái gọi là một khởi Phải động, để mình làm nóng trước thì mình giải quyết được, nó sẽ dễ đúng. dàng hơn. Mình tên là Mai Hương à, năm nay mình có thể không giới thiệu tuổi được không? Được, được. Không giới thiệu tuổi thì tôi kêu bằng em hoài, Trời đặc biệt tại vì trẻ măng ha. ơi. Mình là mẹ mẹ của một bé 3 tuổi thì hôm nay cũng rất là vui được đến đây để chia sẻ hồi tưởng lại những kỷ niệm thời bỉm sữa của mình. Thời bỉm sữa hả? Thời bỉm sữa bây giờ qua hết rồi. Chưa, thực ra 3 tuổi thì cũng chưa dứt được cái thời đó đâu nha. Ồ, thật ra bây giờ 3 tuổi thì mình thấy cũng gọi cơ bản ổn rồi. đúng rồi. Thoải mái, Thoải tại mái vì được. ít nhất là bây giờ cũng đã bớt tiền sữa và tiền bỉm lại. À, con Lan cũng 3 tuổi nhưng tiền sữa vẫn chưa bớt. Tiền tã thì mỗi một ngày phải 2 cái, một cái ngủ trưa và một cái ngủ Về đêm. huấn luyện lại đi. Mỗi một buổi tối mà nó ngủ là nó tràn tới 2 cái tã, là cho ba một tã. Mình cũng sẽ có cách nếu như mà em quyết liệt, phải phải nhớ nhấn mạnh là quyết liệt. Ví dụ em phải chấp nhận là đêm thức vài lần để em có thể hỗ trợ con, rồi cho con đi nhà vệ sinh rồi vào tiếp tục giấc ngủ. Có nghĩa là mình phải đồng hành chứ không có tự nhiên mà có được. Sợ mất giấc ngủ tội Thôi nghiệp. thì thôi ráng ngủ cho thoải mái đi, còn bà mẹ bên kia bây giờ thoải mái rồi nè. Thì trong trạng thái thoải mái thì mình nhớ lại cái hành trình đầu tiên của mẹ bỉm sữa là gì, nhớ không? Thì cái việc mà có con thì hai vợ chồng với lại hai bên gia đình đều mong muốn hết. Hơn 1 năm từ ngày mình sảy đứa đầu tiên, mình cũng canh trứng rồi mình cũng đọc tài liệu là canh ngày sao, ngày đủ trứng làm sao. Cái giai đoạn đó thực sự là khá là bị áp lực. Có hôm thì mình đã áp dụng theo cái là mình đếm ngày và mình nói với chồng mình là anh tối nay tối nay tối anh phải nay ở nhà đó, chẳng hạn tại vì chồng mình là bác sĩ thì anh ấy thường hay phải đi trực. Nhiều khi hai vợ chồng đã đến lúc lên đèn rồi, tắt đèn rồi thì anh nói em ơi hôm nay anh căng thẳng anh quá. ấy là lại lên đèn. Đúng rồi, lại lên đèn mà thôi để ngày mai. Em mới bảo ủa ngày mai thì nó rụng mất rồi thì làm thế nào. Ngày mai đó, rụng mất rồi đó. Rồi mình mua que thử thử trứng, nói chung mỗi lần mua là mua cả một lố vậy đó. cái câu chuyện bỏ sỉ này gặp rất nhiều đúng đúng với đúng mẹ bỉm sữa. Đến nỗi mà lúc mình có bầu rồi thì cái que thử thai mình cũng thừa, mà cái que thử trứng mình cũng Cũng thừa thừa. nữa. Khoảng hơn 1 năm thì mình mới nghe mọi người nói là phải, mọi người hay nói là ví dụ mình bị sảy thai một lần thì mình phải muốn có con thì mình phải nhận một con nuôi chẳng hạn. Thì mình có nuôi một con chó husky, thì có lẽ là nhờ nuôi Nuôi một nuôi con nuôi đó là con chó. Nuôi một con. Nãy giờ tôi con nói nuôi, ơi, sao con nuôi là vậy? con chó. Nghe nó nó không biến kịp luôn tướng, nó biến tướng quan niệm dân gian của người ta. Không, nhưng mà thật ra thì nuôi nuôi như vậy thì nó cũng gọi là mình có vía á. đó, Thực ra thì là mình giải tỏa tâm lý giải tỏa tâm lý đó. đó, có nghĩa là mình rất là yêu thương nó như là chính con của mình vậy đó. Sau đó thì hai vợ chồng thấy thoải mái tinh thần rồi đi chơi tình cờ bất ngờ thì mình thấy tự nhiên mình thấy mệt mệt một cách kiểu như là nó lạ thường. Bình thường mình theo mình mới nghĩ ồ hay là mình có thai, thế là may quá thấy ở trong ngăn 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 tủ học ở còn một trong que. trong cơ quan còn một que. Trời ơi, bà thập que diện mai phục. Cái hoàn cảnh mà cứ 2 năm mà em rải đều rải đều thai khắp các nơi. nơi. Đúng rồi, phải thử để cho nó hết đi, mất công cái que nó hết đát. Rất là tiết kiệm luôn. Đúng rồi. Mình muốn hỏi một tí Mai Hương là cái lần đầu mà bạn không may mắn giữ được bé đó, thì cái lý do là nó đến từ cái việc là tự cơ thể của mình nó đẩy bé ra hay là bạn phải gặp một cái sự cố nào đó? Lúc đó là khoảng tầm 8 tuần là mình có đi siêu âm để mà xem tim thai và xem phôi thai, thì bác sĩ nói là cái này là thai trống. Thời gian đó là có thể do mình đi làm mà công việc stress các thứ mình bị thiếu hormone, thậm chí có nhiều bà mẹ bị rất là nhiều nhiều lần thai trống như vậy, Đúng thì họ rồi. thậm chí họ còn phải xét nghiệm ra cái ADN phần bào thai là nó có vấn đề gì hay không, hay là hai vợ chồng không tương thích hay gì không, mà để lâu quá thì cái thai trống đó thì nó có thể gây là bị hoại hoại tử ở trong, mình Đúng sẽ rồi. bị sau này khó có con. Bố mẹ hai bên đều động viên mình. Các bà chồng mình là bị ông bị ung thư thì ông cũng chưa có đứa cháu nào hết. Mình cũng nghĩ là nếu mà mình đẻ được một đứa con cháu cho ba trước khi mà qua đời thì có thể là sẽ trọn vẹn hơn đối với một người ra vậy, thì ba cũng có động viên, ba cũng nói là thôi con cố. Mà mình nghĩ là đứa con sau này cái lần sau này có thai của mình cũng là do ba mình phù hộ. Phía bên nhà chồng mình thì chưa có đứa cháu nào nên là cháu gái hay cháu trai cũng được, còn má chồng mình thực sự thì cuồng con gái luôn, thì bây giờ Mai Hương đẻ 2 đứa con gái cũng được, không cần đẻ con trai. Ông chồng thì ông bảo chứ không, ba thương anh lắm, bà thương anh lắm, thế nào ba cũng phù hộ cho các con trai.
Con má là con... chồng thì thích con trai. Má thì con nào cũng được, nhưng mà nếu một con gái tốt hơn. Có đứa con gái thì ra má bảo đấy, nói chung là ba vẫn yêu má hơn. Đó là ba phù hộ cho má con gái. Má thấy thương thiệt luôn. Đúng rồi, ba vẫn yêu má hơn chứ. Đúng rồi. Đó, đó, đó. Lúc mà biết cánh thai phát lập 5 ngày liền vô bệnh viện chích hormone và đặt thuốc để mà cung cấp hormone cho cơ thể. Tại vì ở trong cái thai kỳ đầu tiên á, thì em bé thường là sống bằng hormone của cơ thể người mẹ. Thì mình đi gặp bác sĩ tại vì mình đã bị một lần mình sảy thai như vậy. Thì sau đó thì đúng cái ngày mà đi, bác sĩ hẹn đi để đi khám tim thai. Trước mặt mình là một cái màn hình. Bác sĩ siêu âm, thì bác sĩ màn hình bên đây. Thì lúc mà nghe thấy tiếng có thuốc tim thai. Thật sự là lúc đó là coi như là mình khóc. Mình ướt nước mắt rồi, bác sĩ mình bên cạnh cũng ướt nước mắt. Bác ơi, là người rất là có tâm. Là lúc đó mình bảo bác ơi, bây giờ em có con thật rồi. Thật sự lúc đó nó chỉ bé bằng một tí xíu thôi, nhưng bé lắm. Mà mình nghe tiếng tim thai của nó thực sự là rất 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 là mạnh mẽ. Và mình thấy là mình phải gọi là có một cái sinh linh trong người mình. Mình phải cố gắng hơn nữa. Trách nhiệm. Khi mà mình nghe được tiếng tim thai rồi thì là coi như là mình đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Đúng rồi. Thở phào. Rồi, ổn rồi, tiếp tục. Chắc chắn rồi đó. Tiếp tới là cái quá trình hưởng thụ với lại em bé thai trong bụng rồi, đúng không? Thai kỳ rất may mắn là mình không có bị ngén như mọi người trong quá trình mang thai. Ai cũng cưng hết, từ nhà đến phố rồi chính đến tháng là cơ nữ quan. Hoàng đó. Đúng rồi, nữ hoàng đó. Ở trong cơ quan thì mọi người rất là hỗ trợ. Cái thời gian đó thật sự là rất hoàng quý phi. Dạ, đúng rồi. Đó, một bước lên hoàng quý phi. Đó, một bước là vậy đó. Tới cái giai đoạn mà đi sanh em bé thì nó có cái gì vui khó hơn. Khăn không? Chắc tại vì do là mình là một người mình thích sống lạc quan vui vẻ, nên là mình, với lại mình nghĩ là một đời người sinh có mấy lần thôi, nên là cứ xả thôi. Qua bao nhiêu tiền tiết kiệm là cứ gọi là tâm thế cứ thoải mái, tâm thế thoải mái. Mình nhớ là hôm đó là khoảng 10 giờ tối, sau khi ăn cơm nước xong rồi mình lên giường, mình nằm ngủ, thì tự nhiên cái mình thấy cái bụng mình nó lạ, nó cứ trồi lên sụp xuống, thì mình gọi anh, hình như bây giờ nó sắp đòi ra là sao, nó trồi lên sợ quá anh ơi. Xong rồi anh, bác sĩ mà họ đâu có sợ, họ bảo bình thường thôi em, thôi để sáng mai đi khám cũng được chứ giờ sao. Ông chồng bình tĩnh như quả đất. Ông chồng bình tĩnh như quả đất. Ví dụ như vợ đau đẻ rồi, anh em đi đẻ, mai đẻ, giờ nửa đêm mà em, trời ơi, nghĩ sao tỉnh bơ. Đặc biệt anh là bác sĩ nữa thì... Thế là anh bảo là thôi bây giờ anh dẫn em mua bệnh viện để cho em gọi là thỏa mãn của em đi, chứ còn anh nghĩ là bác sĩ nói là hai tuần nữa. Đó, sau đó thì vô bệnh viện thì mình cũng tỉnh bơ thôi, hai vợ chồng vô bình thường, không mang quần áo, không mang gì hết. Ông bác sĩ thì bác bảo là bây giờ mở hai phân rồi, bây giờ phải nhập viện. Thì rất là may mắn là nguyên cái công ty của mình á, là năm đó là năm đầu tiên mà mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ công nhân viên. Nhưng tất cả mọi người không ai trúng hết ngoài mình không canh gì hết, nhưng mà cuối cùng mình trúng, và cuối cùng mình gọi là mình sử dụng cái bảo hiểm đó là coi như là đi đẻ là huy hoàng, triệt để luôn. Thì nó có phòng như là cái khách sạn vậy đó. Bộ đó, hai vợ chồng, đi cái này đi đẻ mà giống như đi resort đó, thôi vào đây nghỉ tí cũng được. Chồng thế đó em ơi, đẻ thêm vài lần nữa nha. Và buổi sáng thì hai vợ chồng bảo là thôi bây giờ sắp đẻ, sắp nằm cữ rồi, chắc là sau khi đẻ xong thì phải ăn kiêng này các thứ đúng không? Thì bây giờ phải đi ăn cái gì cho ngon. Ăn xong rồi vô trong đo tim thai. Điều dưỡng mới bảo, ôi trời ơi, sao bây giờ tim thai nó nhảy lâm ba đa vậy em? Qua phải gọi bác sĩ vào xem như thế nào. Mấy mà hồi ngồi tra ra, bây giờ em nói là em ăn cái gì? Sáng giờ em ăn có bát phở tô đặc biệt với lại một ly trà đá. Xong điều dưỡng bảo, trời ơi, tại sao chị uống trà đá? Tại vì thật ra uống trà đá như vậy thì nó chỉ là một nước loãng thôi, nhưng mà nó sẽ có nicotine nó bôi trong cái máu, nó làm cái tim bé đập nhanh. Thì mình cũng lo và cảm giác như là mình có lỗi với con mình. 4 giờ sáng thì cơn gòn nó càng lên. Thì mình mới bị đẩy vô trong phòng. Mình cố gắng hết sức rạnh phải phải hơn một tiếng đồng hồ. Mình bảo bác ơi, bây giờ em mệt lắm rồi, cho em nằm ngủ một tí, em ngủ em dậy em đẻ tiếp. Và bác sĩ bảo đâu có được, bây giờ ngủ đâu có được, bây giờ em bé sắp ra là không có được. Mà lúc đó ở trong cái phòng sinh riêng đó thì nó lát gạch men, nên là mình nhìn qua cái gạch men nó bóng, mình biết là thấy cái đầu trắng. Bác sĩ gọi chồng lại, đây, thấy không, nhiều tóc lắm. Mà rộng hoài không ra. Ông chồng bác sĩ nhìn tỉnh bơ, bảo chứ ngồi đứng khoanh tay vậy.
vợ em nó sợ đau lắm, nó không đẻ thường được đâu cô ơi, chắc nó phải đẻ mổ cô. Rồi bác sĩ nói em bé này nhỏ mà tại sao không đẻ được, thì thăm khám sau thì đó tại vì do cái tư thế nằm của em bé, ví dụ như là cái khớp đầu rồi cái thóp á, em bé phải nằm như thế này thì cái trán xuống như thế này thì lúc mình nó trượt qua cửa mình sẽ ra được dễ. Nhưng mà em bé thì mình lại làm nghi như thế này, nó không có khớp qua được. Thế là bác sĩ mới đẩy vô phòng mổ, mặc dù vô thuốc rồi nhưng mà vẫn đau. Đúng rồi. Ra thì mình cũng hồi hộp, không biết là bé mình có tròn trịa hay là có. Khi mình mang thai thì chồng mình có một cái KPI, tức là cái target cho mình là khi mình đẻ con á, bảo em muốn ăn uống kiểu gì cũng được, em muốn thế nào cũng được, nhưng mà miễn là em phải đẻ con phải trên 2,5 kg. Tại vì khi mà trên 2,5 kg vậy thì mới đủ cái tế bào, cơ thể của bé hoàn thiện các thứ. Thì rất là may lúc bác sĩ bảo cân là 2,5 kg. Sau khi sinh xong thì bé thì đi phòng dưỡng nhi, tại vì sinh mổ, còn mẹ thì đi phòng hậu phẫu 6 tiếng thì mới được về với mẹ với con, tại vì sẽ theo dõi mà. Mình chốc chốc mình cứ hỏi, mình nằm đó mình cứ hỏi bác sĩ con em đâu rồi, tại sao mang con em đi vậy. Tại sao lúc đó mình thấy giống như là mình tự nghĩ là có phải là mình đã không cố gắng để mà mình đẻ thường hay không. Nếu mình đẻ thường là mình đã về hai mẹ con với nhau rồi. Cứ nhìn đồng hồ quay, kim đồng hồ quay từng tí một. Thực sự là một cái khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời mình. Cảm giác mình rất dài đúng không? Thì khi mà bé đến thì rất kỳ lạ là chỉ cần áp vô ti mẹ thôi là bé có cái bản năng để mà bú mút. Thật sự lúc đấy thì sữa chưa có về, nhưng mà nếu như là nó bú mút chay vậy đó. Lúc đấy mình nói với nó, ôi mẹ cảm ơn con vì cái sự cố gắng của con. Tại vì nó bú mút thì sao mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết, nhưng mà không có một tí sữa nào để mà ra. Lúc đó là bản thân Lan cũng vậy. Nhưng mình sanh xong thì mình chưa sữa chưa về thì không biết đó là do cơ địa hay là do cái đó là cái hiện tượng rất là bình thường của tất cả các bà mẹ. Do nhiều thứ, tại vì có những bà mẹ đã có sữa non ngay từ khi em bé chưa sinh ra. Em thì lúc mà tầm khoảng 8 tháng em nặng là ra sữa, có sữa non. Dạ có sữa non, nhưng mà mình bị cái là mình bị gấp á, mình bị sợ là con mình bú không đủ. Cho nên là nó nút rất là nhiều mà mình cảm giác sữa nó không có xuống. Cho nên là mình rất là lo. Nhưng mà lúc đó là được cái sự trấn an của bác sĩ nói là em bé 1-2 ngày nó chỉ cần vài giọt thôi là đủ rồi. Lúc đó thì mình mới cảm thấy là mình an tâm, và sau cái câu chuyện đó thì mình mới chia sẻ được với lại các mẹ mà chuẩn bị đi sanh là mình phải nói trước là khi mà em sanh xong là nó sẽ có hiện tượng như vậy nên đừng có lo, đừng có bị stress. Tại vì càng lo thì sữa nó lại càng không về. Đúng. Chat với mẹ bỉm sữa, tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961 076. Sau khi sức khỏe của hai mẹ con ổn định hết rồi thì xuất viện về. Lúc đó mới là thật sự là đúng. Mình trở thành một bà mẹ, mình chăm con thật đúng, sự. Đúng, về đến nhà thật sự là khủng hoảng mới bắt đầu. Tại vì mình lúc đó mình mới bắt đầu, mình tập làm quen là một người mẹ. Bé nhà mình thì sinh nhỏ nên là mình không có dám tắm nó. Trước khi mình sinh thì mình cũng đã đi học khóa tiền thai sản thì mình cũng biết là tập tắm bé như thế này này. Nhưng thực sự thực tế để mà thực hành thì mình không dám làm. Khi mà thấy con mình nó nhỏ xíu đó, thì mình sợ con bị đau, sợ. Đúng rồi, thì mình cũng đúng sợ. Cũng theo quan niệm là thôi, cả đời người mới làm bỉm sữa mấy lần thôi, cứ xả láng thôi. Nghĩa là mình nhờ những người đến nhà tắm bé, có cô nữ hộ sinh đến tắm bé khoảng hơn một tháng. Trong 3 tháng đầu thì mẹ đẻ có lên ban ngày, đi lên mang đồ ăn tiếp tế lên. Rồi ban đêm thì sợ nhất là lúc mà mẹ xong việc mẹ đi về 5 giờ chiều đi chồng thì đi trực. Đúng rồi, thì nhà chỉ có mỗi 3 người, 2 mẹ con 1 con chó đó. 3 người, con chó 3 người được tính là một con người. Đúng rồi, tình yêu vô điều kiện. Con husky của mình thì là nó tên là Bông, còn con gái của mình tên là Bóng. Bà bông bông. Sợ nhất là có lúc 5 giờ chiều mẹ đi về là có, mà chồng thì chưa đi làm về, có 2 mẹ con và 1 em Bông, mà mình thấy là tại sao bây giờ đến lúc mình phải đang đối mặt với lại một đứa như thế này, mà đứa này nó ở đâu ra mình không biết nữa. Tại sao mình phải cực khổ như thế này, không biết thế nào đó. Tại vì lúc mà nó khóc, nhiều khi nó khóc mình cũng chưa hiểu được lúc cái đó tiếng khóc của con. Nó là nó muốn gì. Những ngày đầu đó bạn mình mới chỉ cho những cái app để mình theo dõi là mấy giờ con làm gì để mình hiểu được cái tiếng khóc của bé là làm gì đó. Thì mình theo dõi trong vòng khoảng 1 tuần thì mình hiểu được bé. Trải qua một thời gian mà làm mẹ bỉm sữa hơn 3 năm thì mình thấy là cái việc mà mang bầu nuôi con lớn thì nó không khó bằng cái việc mà mình dạy con.
Đúng rồi. Dạy con để ví dụ như bé mình là khủng hoảng tuổi lên 3 này, là dạy mà mình dạy dạy ngay từ thời mà bé mới sinh ra đến bây giờ tuổi lên 3 thì bé sẽ đỡ bị hơn. Chính xác. Trước giờ chúng ta hay bị cái sai lầm trong cái việc là chăm con nhỏ và nuôi dạy con á, là chúng ta hay để ý tới cái thời điểm nào là nó bị khủng hoảng thì chúng ta mới bắt đầu thao tác. Nhưng mà thực ra lúc đó là muộn rồi. Đúng rồi. Tất cả các vấn đề để xử lý khủng hoảng độ tuổi nó phải được thực hiện ở tiền cái khủng hoảng. Tới cái giai đoạn đó thì chúng ta đã phải tự hình dung rằng sẽ có cái giai đoạn đó, và thế thì để tạo ra một cái gọi là một khởi động, mình làm nóng trước thì mình giải quyết được nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như là lúc mà mình chăm bé thì ngay từ những ngày đầu á, là mình mỗi lần mình làm cái gì mình đều nói với con, ví dụ con ơi bây giờ mẹ chuẩn bị thay tã cho con, bây giờ mình chuẩn bị đi tắm nè, bây giờ đi phơi nắng nè, thì sau này bé theo một cái sự chế trao độ đổi giữa hai bên nó cũng là bé hiểu mình hơn và gắn bó với mình hơn. Như vậy thì em bé là hoàn toàn bú sữa mẹ luôn đúng không? Dạ đúng rồi, con mình là nó là cái cơ địa của nó là nó bị dị ứng đạm sữa bò, tức là nó không có hấp thu được sữa bình thường. Bác sĩ nói là bây giờ cũng phải cố gắng để mà duy trì cái nguồn sữa mẹ đó. Và mình vẫn cho bé bú đến tận 2 tuổi rưỡi. Lúc đấy thì mọi người, ngay cả mọi người xung quanh cũng nói là nếu mà em làm như vậy thì con em nó sẽ không được tự lập, nó sẽ kiểu là gắn bó với mẹ quá. Đúng nó rồi. Sẽ này nọ thứ cai sữa đi. Thì mình cũng cố gắng bằng mọi cách, ví dụ như là bôi dầu, như mọi người chỉ bôi dầu các thứ rồi gắn ergo lên, thì bé chỉ thấy một lần, bé sợ lần thứ hai bé bảo ô cái này mẹ gắn lên rồi, mẹ gọi ra đó, về nhà là bảo mẹ ơi bú ti, mẹ ơi cái này hết rồi mẹ, hết rồi cái bên kia đi, bên kia cứ kiểu cái mắt của nó cứ long lanh nó chờ đợi. Không đến giai đoạn mà con mình con gái mà nó bị làm điệu, thế là mình mới chỉ vào coi có con bông, mình bảo con bông đấy, bông ơi bông có thấy con bông mà nó bị đen không, nó đen tại vì do là ngày xưa nó bú mẹ nó bị đen nên là nó đen. Bây giờ con có muốn đen như vậy hay không? Bóng bảo không, con muốn đẹp, con muốn trắng. Ok, nếu vậy thôi con đừng bú ti mẹ nữa. Thế là tự nhiên nó bỏ luôn. Cái điều mà Mai Hương lo lắng là đúng, có nghĩa là rõ ràng là việc mà trẻ được bú sữa mẹ thì gắn kết giữa mẹ và con á, nó sẽ rất là tốt. Tuy nhiên nó có một cái hội chứng ở trẻ, đó là hội chứng bám mẹ. Và nếu như với những đứa trẻ mà có hội chứng bám mẹ mà việc mà chúng ta duy trì một cái nếp sinh hoạt như vậy thì vô tình nó lại không có tốt cho trẻ. Nói chung là đây là một cái câu chuyện mà nhẹ nhàng, vui vẻ. Mà có nhẹ nhàng hay không là do chúng ta tự đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Thì khi mà chúng ta truyền tải tới mọi người nó cũng sẽ là nhẹ nhàng. Nó không có lan tỏa cái năng lượng tiêu cực đến với tất cả mọi người. Tóm lại muốn nhẹ nhàng thì tâm thế là quan trọng nhất. Mọi thứ đều phải được chuẩn bị. Dù cho là sinh con, lấy chồng, làm việc, thậm chí thất nghiệp cũng không là vấn đề gì cả nếu bạn có sự chuẩn bị cho việc thất nghiệp đó. Đón nhận một cách tích cực thì sẽ lan tỏa một cách tích cực. Rất là cảm ơn câu chuyện của bạn. Và bây giờ thì bạn có một cái lời nhắn gửi nào đến ai một cái nhân vật cụ thể nào đó, hoặc là đến chương trình, hoặc là đến các bà mẹ bỉm sữa cũng được. Mình xin có một lời nhắn nhủ đến các bà mẹ bỉm sữa. Cái thời gian mà trẻ thơ của bé thì trôi qua rất là nhanh, và các bậc cha mẹ nên dành toàn thời gian cho con mình thật là tốt. Và mình cũng xin nhắn một lời nhắn nhủ cho đứa con gái thân yêu của mình là mẹ rất là yêu con, cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời của mẹ, và con đã là một món quà thật là quý giá đối với mẹ trong cuộc đời. Cảm ơn con. Cảm ơn bạn, cảm ơn những lời nhắn gửi của bạn. Dạ, cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội để đến đây để chia sẻ với mọi người.